Hữu Cường, nam em còn thương tao lắm, tao cũng vậy. Tao nhắc đến hai cái người đàn bà, một là chị vợ tao, hai là Quế Vân. Thì chúng mày thấy Quế Vân bị flop đúng không? Rồi Quế Vân bị phô khi không mời nam em, rồi Quế Vân nó bị vấn đề là lôi nam em vào câu chuyện like mấy cả, rồi xong rồi việc ấy bỏ. Thế bây giờ là trên mạng nó chỉ bậy à, bị thế lọ thế kia. Chỉ có một cái cách như thế thôi, vào chăm sóc nam em, lo nam em này kia tốt. Nếu mà tao là cái người mà giả tạo vậy ngày lồn là tao chăm sóc tao đăng lên YouTube, trong khi đó tao thì âm thầm. Cho nên tao chấp nhận là một cái vai ác mà tao đéo cần phải bào chữa cho tao ấy. Từ bây giờ về sau này tao luôn thủ vai ác chị vợ tao. Là cái vụ chém nhau đấy là bạn của chị vợ tao bên bên Campuchia. Thì cái câu chuyện hôm đấy nó rất là buồn cười, nhưng mà tao xấu chuỗi lại như này. Tại sao khi về nhà nó để gọi người về nhà để nam em mình trên phòng, mọi người đi ra khỏi nhà, vậy thì mục đích nó là gì? Đưa cái người đến nhà để răn đe dạy tao. Chắc nó chơi vào nó ảo, nó nghĩ rằng là gì, nó nghĩ rằng tao là cái người đánh đập nam em, hay là không cho nam em cái tự do khống chế nam em. Thì có cái đấy là cái lòng tốt của nó, nhưng mà nó chơi vào nó nghĩ quá tải lên, nó nghĩ như vậy thì nó gọi bọn kia đến dạy bảo tao. Nhưng mà vô hình dung rằng là chưa kịp dạy đã bị tao pha của nó rồi. Thế thì nó bị như thế, rồi cuối cùng lên trên viện thì đi thì nó vứt nam em đấy, nó là thôi bà cứ hạnh phúc với cả người chồng bà đi, còn tôi đi lo tiền chạy án cho người ta. Mà trong khi đó nếu như mà nó mà muốn bảo vệ thì nó phải gọi điện cho nam em, hôm nay có một số người đến nhà hay là người bên mình đấy đến để bảo vệ vì sợ bọn kia thí dụ vậy. Cuối cùng quân ta đánh quân mình ba vậy à? Nhưng mà cũng phải như thế thì nó mới ok được. Nên tao phải ghi cái người ta mà cái lợ duyên thì nó phải trả hết thì nó mới đi được, nghe chưa? Cuộc đời tao không có thủ vai thiện, tao là vai ác. Ai có đầu óc người ta cũng đều hiểu hết, chỉ có những cái người đầu không có đầu óc hoặc trẻ con thì nó mới như thế thôi. Nếu mà chúng mày nên nhớ nhé, một cái người mà đang yêu nam em có một người vợ như vậy mà một người lợi dụng nó, tao phải bắt nó bán hàng cho tao chứ, tao phải bắt nó quảng cáo phong thủy cho tao chứ. Tao có làm điều đó không? Cuộc sống tao chưa bao giờ thiếu thốn một cái gì. Mày thấy nam em có tiền nhưng có biết cách tiêu tiền không? Mua những cái lặt vặt rồi cuối cùng đâu có đâu vào cái gì đâu. Còn tao thì sao? Một cái người va chạm rất nhiều vào tiền, cho nên cái đồng tiền tao bỏ, ví dụ tao đi mua một bất cứ cái gì thôi, cái gì đắt nhất tao mua. Gia trưởng hay không thì tao không nói, thực là khi gia trưởng là tao muốn tốt thôi. Còn đấy chúng mày mới thấy được rằng là gì, chúng mày phải ở cạnh nam em được 3 ngày thôi, chúng mày giỏi như thế nào. Còn tao ở đến giờ này gần 1 năm rồi rồi, nghe chưa? Mà cái cuộc đời người ta bước vào, người ta biết tính nó có đứa nào nó dám dây vào đâu. Không phải vì vấn đề vì nó không chịu được tính, chỉ bản thân con người ta tốt chứ không sao hết. Chứ tao không có nói làm em xấu. Nhưng hôm nay nó còn lo đến cái mức độ này, nó biết tao bị ảnh hưởng hết cái câu chuyện của nó. Nó nhắn thằng trợ lý nè, bảo ông ấy về hành trì lăng nghiêm đi. Đây tao đọc cho mày xem. Làm em nhà tao nó thông minh lắm, nó không muốn bỏ tao nhưng mà nó vẫn phải ra vẻ trịnh thượng là gì. Đây tao đọc cho mà xem, mày để mày biết vợ tao nó thông minh như thế nào. Nói ông Cường về hóc môn trì chú lăng nghiêm ngày ba biến, không dùng mạng xã hội lúc này, tiền bạc có thiếu thì cứ nói tao đưa, chỉ cần tĩnh tâm là được. Còn sau khi tĩnh tâm rồi lại vẫn gặp nhau bình thường vui vẻ như tri kỷ. Tao không để bụng chuyện hôm qua nhưng mà tao cần ông quay lại con đường đạo gấp, lôi mình từ con đường đạo đi ra con đường đời. Bây giờ nó lại đuổi mình từ con đường đời về con đường đạo, mọi người thấy không? Thực ra là nó rất là thương, nó vậy thôi, nó y hệt như tôi đi bẻ chửi xong ngày mai là rất là thương. Nó không muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà nó bị quên mất rằng một điều là bây giờ mà mình hiền, à mày ai bảo vệ cho nó? Bây giờ ngơi ra chắc chắn con mẹ nuôi nó có tha không? Hay là chắc chắn bao nhiêu đứa không muốn đánh vào mặt nó không? Thế giới cái hệ thống đìp mẹ mày âm thầm bíp bíp kia, chúng mày có chắc chắn nó tha không? Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé.